khách hàng ở Lâm Đồng trúng thưởng 1 tỷ đồng. Ngay mùng 4 tháng 10 năm 2019, Tổng công ty Viễn thông Viettel tổ chức lễ trao giải chương trình quay số trúng thưởng Viettel Cộng cộng, chương trình tích điểm và tặng ưu đãi dành cho mọi khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của Viettel. Theo. theo đó, giải thưởng cao nhất, sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng, thuộc về khách hàng vòng A tránh là tiểu thương đến từ Lâm Đồng, đã có 10 năm hòa mạng và sử dụng dịch vụ di động của Viettel. Ngoài giải thưởng này, Viettel cũng trao 5 xe máy Honda SH 125i và 68 iPhone XS Max cho các khách hàng may mắn tại khu vực Hà Nội. Các giải thưởng còn lại cũng được Viettel đồng loạt tổ chức trao giải trên toàn quốc tại 45 tỉnh, thành phố có khách hàng trúng giải. Trước đó, hàng triệu giải thưởng gồm dịch vụ và điểm Viettel cộng cộng đã được cộng trực tiếp vào tài khoản của khách hàng may mắn. Tổng trị giá giải thưởng của chương trình lên tới hơn 30 tỷ đồng, chính thức ra mắt từ ngày 18 tháng 6 năm 2019. Viettel Cộng Cộng là chương trình chăm sóc khách hàng lớn nhất từ trước đến nay dành cho 70 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Viettel. Điểm đặc biệt của chương trình Viettel Cộng Cộng là khách hàng không cần phải đăng ký tham gia. Hệ thống chủ động tạo tài khoản và tích điểm từ mọi giao dịch của khách hàng để xét và nâng hạng thành viên. Bên cạnh đó, việc cho phép khách hàng gộp điểm khi sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ sẽ giúp khách hàng nâng hạng hội viên nhanh hơn và hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền từ Viettel Cộng Cộng. Đây được coi là những ưu điểm vượt trội mà chương trình mang lại khác biệt so với các chương trình chăm sóc khách hàng truyền thống khác khi khách hàng phải chủ động đăng ký để tích điểm hoặc sẽ bị hạn chế khi không thể tích hợp nhiều dịch vụ